Thưa quý vị, với xu hướng du lịch an toàn, thích ứng linh hoạt với dịch bệnh, hiện người dân có xu hướng sắp xếp thời gian du lịch linh động, ngắn ngày, tránh đi vào những dịp cao điểm nhằm tận hưởng dịch vụ tốt nhất. Và Đà Nẵng với ưu thế về du lịch nghỉ dưỡng vẫn là điểm đến ưu tiên của nhiều du khách. Mặc dù là ngày thường, nhưng lượng khách đến với các cơ sở lưu trú, nhất là các resort ven biển Đà Nẵng vẫn tăng. Theo ghi nhận, từ đầu tháng 4 đến nay, khách lẻ, khách gia đình hay nhóm nhỏ có nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng gia tăng đáng kể. Với thuận lợi về hàng không, khách cũng dễ dàng chọn các tour nghỉ dưỡng ngắn ngày. Đà Nẵng từ lâu là một cái nơi mà rất là quen thuộc với mình. Hầu như năm nào mình cũng đến Đà Nẵng. Vì đây là nơi có biển và rất là gần với những cái di tích giống như là ở Hội An hay ở Huế. Thành ra là đây là cái cung đường mà mình cảm thấy rất là thoải mái khi mình đến. Và lần này khi mà nhà nước đã mở cửa để mà du lịch thì Đà Nẵng dĩ nhiên là một cái điểm mà mình thấy rất là thích hợp đi du lịch. Hiện xu hướng khách quan tâm đến các loại hình du lịch trải nghiệm, du lịch về với thiên nhiên, du lịch nghỉ dưỡng. Bên cạnh đó, điểm đến có quy trình phòng chống dịch bài bản cũng là ưu tiên của du khách khi quyết định đi du lịch. Đà Nẵng đã và đang làm tốt điều này. Thành phố Đà Nẵng đã chuẩn bị sẵn sàng các cái điều kiện về y tế, chuẩn bị về mặt đảm bảo an toàn cho khách để mà chúng ta có thể chủ động triển khai phục vụ khách tốt nhất. Theo các đơn vị khai thác du lịch, nhằm hạn chế nguy cơ dịch bệnh và thích ứng với bối cảnh mới, dòng khách nội địa đang có xu hướng chọn các tour du lịch ngắn ngày mà không rơi vào các dịp cao điểm. Chính vì thế, nếu khai thác tốt và xây dựng được các gói combo, tour tuyến dịch vụ phù hợp, ngành du lịch, dịch vụ có thể đón khách quanh năm thay vì chỉ tập trung vào mùa cao điểm.